10 giây dành cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của chàng trai vừa song ca với anh Minh Luân. Thời gian bắt đầu. Mọi người ơi, nhớ bấm A nha. A nha. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và chúng tôi sẽ tạm thời giữ bí mật con số này sau khi 8 tiết mục song ca giữa người chơi và khách mời kết thúc. Bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với chàng trai này. Xin chào bạn. Em chào anh Khanh. Em xin chào anh Minh Luân. Xin chào ba vị khách mời còn lại, các bạn trong trường quay cũng như quý vị khán giả đang ra xem màn ảnh nhỏ. Em xin tự giới thiệu, em tên Châu Văn Tuấn. Em đến từ quê hương Sóc Trăng, miền Tây. Xin chào Châu Văn Tuấn. Tuấn có phải ca sĩ không? Dạ, em là nhân viên văn phòng. Nhân viên văn phòng. Em rất là đam mê âm nhạc và em xin tiết lộ thông tin với mọi người. Em cũng là một nhạc công, em chơi organ cho phòng trà. Thì em chơi đàn thì cũng tầm khoảng 12 năm. Đó. Thì ít ra thì cũng phải có liên quan gì tới âm nhạc. Bây giờ cho Yến hỏi đi anh Tuấn ơi, rồi bây giờ năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay 32 tuổi ạ. 32 tuổi, dạ. Em biết ông nó quá nhiều thứ nó bổ trợ cộng lại với nhau. Đầu tiên là gì? Mê âm nhạc. Cái thứ hai là chơi đàn 12 năm cộng 32 tuổi. Gộp vào trời ơi, cái tiếng hát gì mà nó tình, nó sâu, nó đậm đặc, nó kéo. Mãi kéo lắm phải không? Giọng mãi keo là đây nè. Mãi keo luôn á. Giọng hát mà vừa cất lên một phát là cả em cả chị cùng bật ngửa ra đằng sau bật ghế luôn. Đáng lý là bài này nghe là phải say đúng không? Nhưng mà say xong mà nghe giọng này là chỉ có muốn tỉnh để nghe tiếp thôi. Và bạn thực sự như kiểu sinh ra là để hát cái dòng nhạc này, bởi vì cái màu giọng của bạn ấy nó vô cùng đặc biệt. Và đặc biệt là ở cái thời điểm này để có một cái màu giọng như này nó là một cái sự vô cùng hiếm có nha. Cái giọng hát của Tuấn rất là hay, rất là có chiều sâu, nó mùi lắm. Đó, và cái bài hát vừa rồi cũng rất là hợp Tuấn luôn. Được cái sự phối hợp của anh Luân nữa. Anh Luân cũng rất là cố gắng để cho hai anh em có một cái màn song ca ăn ý. Và để bật lên được cái tinh thần của bài hát là cái sự mùi mẫn. Thiên cảm giác rất là thú vị trong bài hát vừa rồi. Em xin cảm ơn Quốc Thiên. Yeah. Tuấn Nghĩa ơi, bạn có say bởi tiết mục này không? Mình nói lúc nãy với chị Yến rồi là chỉ cần bạn Tuấn bạn ấy cất giọng lên là cả Nghĩa và cả chị Yến đều bật ngửa ra đằng sau luôn. Và em thấy anh rất thành công ở trong tiết mục này. Cảm ơn chia sẻ của Tuấn Nghĩa. Một lần nữa hãy gửi một lời chúc đến cho Châu Văn Tuấn. Khanh hy vọng tiếng hát này sẽ ngày càng đến gần hơn với tất cả chúng ta. Một tràng pháo tay nữa thưa quý vị. Trước khi chúng ta trò chuyện nhiều hơn với cô gái này, Khanh mời quý vị khán giả tại trường quay sẽ bắt đầu bình chọn. Chúng ta có 10 giây. Nếu chọn nhấn phím A và không chọn thì nhấn phím B. Thời gian của quý vị bắt đầu. Thời gian đã hết. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Em hãy giới thiệu về mình cho tất cả quý vị được biết. Dạ, em tên là Phạm Quỳnh Như ạ. Lần đầu tiên thì cho phép em xin được chào bốn vị khách mời và cùng tất cả các anh chị đã có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Xin chào Phạm Quỳnh Như. Công việc hiện tại của Quỳnh Như dạ, có phải là ca sĩ không ạ? Dạ, đúng rồi. Và ngày hôm nay bạn hát với anh Minh Luân, bạn cảm xúc như thế nào? Dạ, thì em cũng rất là bất ngờ khi được hát chung với anh Luân. Tại vì em và anh cũng... có hợp tác với nhau ở ngoài rồi anh ha. Dạ. Dạ. Hèn nên... chi diễn rất là mùi mẫn. Đây là cô em gái bé nhỏ của Tuấn Nghĩa. Từ cái thời mà Tuấn Nghĩa vừa mới vào trong thành phố Hồ Chí Minh này thì đây là một trong số những nhân vật mà Tuấn Nghĩa gặp đầu tiên ở các cái phòng trà.
Thì thời đấy thì Quỳnh Như còn bé lắm. Thanh mời anh Quốc Thiên tiếp tục nhận xét về tiếng hát của Quỳnh Như. Thế thấy là Thiên cảm giác như là anh luôn với bạn Quỳnh Như đã được tập luyện trước hay sao ấy. Em cũng rất là ganh tị về khoản đấy, mùi mẫn của anh ha, Tiết Cương ha. Đến ôm eo, vuốt má, rồi chỉnh cổ áo. Nói chung là rất là mùi mẫn, rất là ăn ý với nhau á. Cảm ơn chia sẻ của anh Quốc Thiên. Và Khánh xin thay mặt cho ekip của chương trình đính chính lại một lần nữa, chương trình của chúng tôi không hề có bất cứ một sự sắp xếp nào từ trước. Các khách mời và các người chơi hoàn toàn không gặp nhau. Dạ, không biết anh Tiết Cương cảm xúc như thế nào? Tiết Cương cảm ơn hai bạn đã cho một tiết mục rất là như là rất là tròn, rất là hay. Thì hai bạn chị biểu diễn về thật sự là rất là xuất sắc. Xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn anh. Đêm dài nghe tiếng vọng cổ buồn, nức nở dần trăng khuya cũng đang buồn tiếng khóc. Tiếng gõ nhịp sông lan ai quán khúc tơ lòng, như tiếng lòng chim huyên đang đón gió thu về. Trầu cao mâm quả đưa sang đàn
lẻ bay lòng em. Có thương có nhớ quê nhà, về mà nghe giọng cổ nhớ hoài tình. Đúng không quý vị ạ? Cho con xin thêm một tràng vỗ tay nữa. Bây giờ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của cô gái vừa song ca với anh Minh Luân. 10 giây của quý vị bắt đầu. Và A là lựa chọn, B là không lựa chọn. Minh Luân hy vọng rằng là hãy bấm A nha, ủng hộ cho em gái rất là dễ thương. Thời gian bình chọn đã kết thúc ạ. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này nha. Và lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến 4 khách mời, cũng như là anh MC Bạch Công Khanh và tất cả quý vị khán giả trong trường quay và khán giả đang xem truyền hình ạ. Xin chào bạn. Dạ, em tên là Dương Ánh ạ. Và em đến từ vùng quê mênh mông cánh đồng lúa Thái Bình ạ. Xin chào Dương Ánh. Tiếng hát của bạn với riêng cảm nhận của Khanh, nó giống như là một dòng nước chảy rất là êm dịu, rất róc rách, nhưng mà lại gọi là khiến người ta lưu luyến hoài. Không biết anh Minh Luân có cảm thấy như vậy không? Anh thì anh thấy hình như là đang làm khó Ánh rồi. Nhưng đúng. Nhưng mà Ánh hát cũng rất là hay, rất là truyền cảm, đúng không quý vị? Dạ, em... Đây là chọn A rồi nha. Em cũng nghĩ là đây là một cái trải nghiệm mới của em, nên là em luôn sẵn sàng để thử nghiệm những cái trải nghiệm mới. Mà đặc biệt đây là ca khúc của một nhạc sĩ em rất là thích, đó là nhạc sĩ Minh Vi ạ. Dạ, thế thì bình thường anh hát dòng nhạc nào? Dạ, bình thường thì em sẽ hát dòng nhạc em thích nhất, đó là Huế và Bolero ạ. Bây giờ chúng ta sẽ trò chuyện với ba khách mời. Bài hát vừa rồi rất là ngọt ngào và Thiên thấy rằng là anh Minh Luân rất là thân thiện ấy. Hát với ai cũng cảm giác cho cái người bạn diễn của mình cái sự ấm áp và biểu diễn kiểu rất là ăn ý với nhau ấy. Có cái sự tung qua hứng lại rất là hay. Và cái giọng hát của anh Luân cũng vậy, cũng rất là trầm ấm và nó làm cho người ta sao lòng. Và đến khi Dương Ánh bước ra hát những câu hát đầu tiên thì Thiên cũng cảm giác như vậy. Trong cái bài vừa rồi thì Thiên lại thấy là anh cũng rất là hợp với cái kiểu dân ca miền Nam này. Thiên rất là bất ngờ. Mà hôm nay có một cô gái hát dân ca, hát bolero thì cũng rất là thú vị. Và thì em cũng rất là thích cái phần biểu diễn vừa rồi. Em cảm ơn anh Quốc cảm Thiên ạ. Cảm ơn chia sẻ của anh Quốc Thiên. Không biết Tuấn Nghĩa bạn nghĩ sao? Nghĩa vẫn cứ nghĩ là anh là người miền Tây hay là người ở trong Nam. Cho đến khi mà bạn ấy nói tiếng Bắc. Thế mà... anh lại cho Nghĩa một cái cảm giác như người miền Nam hát rất có nhiều người, có nhiều ca sĩ miền Bắc hát cải lương cũng rất hay luôn, Thiên biết điều đấy. Giọng của anh Luân thì không thôi không nói làm gì nữa rồi, em lại ấn tượng cái đoạn mà anh đón bạn ấy xuống. Thường là đang mặc vào áo vest đuôi tôm á, tạo cho cái nhiều khi tạo cho bạn Ánh cảm giác thoải mái hơn đúng không, thân thiện. Dạ, đúng rồi. Thực ra thì Minh Luân cũng biết là mình cũng đàn anh của Ánh, thì một người đàn em mà để muốn gắn kết với một người anh thì mình là cái người anh, mình phải là cái người mà có một tín hiệu trước, làm cái gì cho bạn ấy cảm thấy dễ chịu nhất, thấy gần gũi nhất. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của một người đàn ông từng trải qua biết bao nhiêu cuộc tình. Trời ơi, anh ấy có khóc không khi nghe vọng cổ buồn không? Anh cười anh Tiết Cương. Thật sự thì Tiết Cương cũng rất bất ngờ về bạn Ánh, bởi vì Tiết Cương là một người con của miền Tây và đã nghe rất rất nhiều những ca sĩ nữ của miền Nam và miền Tây hát. Nhưng khi bạn Ánh hát thì Tiết Cương không nhận ra được đây là người miền Bắc. Cái đó là thành công của bạn. Và bạn em hát cảm cũng ơn rất anh là ạ. Rất là, nói chung là rất là ngọt ngào, đúng chất miền Tây Nam Bộ. Cái cách hát của bạn thì nó rất là hay, nhưng mà cái trình diễn thì nó chưa tự nhiên lắm. Chắc có lẽ là gặp anh Minh Luân đẹp trai quá, em bị khớp hay sao? Diễn với anh Tiết Cương là họ tự nhiên hơn. Có thể. Ngoài ca khúc mà bạn vừa hát với anh Minh Luân thì các ca khúc còn lại bạn thích nhất ca khúc nào? Dạ, ca khúc mà em thích nhất đó là ca khúc Một Lần Giang Dở. Nhưng mà tiếc quá hôm nay mình không được hát. Nhưng mà bây giờ hát một câu đi. Khi mới quen nhau em hay nắm tay anh dặn dò, cho dù cuộc đời là bể dâu trái ngang. Đã thương nhau thì mình sắt son một lòng,
Dẫu khổ thế nào thì tình cũng vẫn không phai. Trời ơi. Cương ạ. Và Khanh hy vọng rằng tất cả quý vị khán giả tại trường quay sẽ dành cho cô ấy phần trăm bình chọn thật cao quý vị nhé. Em nợ anh một câu yêu thương cho mai này, xin hẹn nhau một kiếp sống khác ta sum vầy. Ở nơi đó không phải lựa chọn, con tim hãy lý trí. Em nợ anh thời gian bên nhau trong yên bình, và nợ anh giọt nước mắt giấu trong tim mình. Nhắm mắt lại cho dù đúng hay sai, vẫn xin yêu người. Giác đau nhất với em không phải là sự chia ly, mà là lúc hai đứa nhìn nhau chẳng thể nói với anh điều chi. Vì trong tâm trí em mãi phân vân, một cuộc sống tình yêu đó có anh rất gần. Hãy sống cho người thân và em giấu anh trong những bước chai. Và bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát này. Ba. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và hãy cùng Khanh trò chuyện với cô gái này nhé. Xin chào bạn. Dạ vâng ạ. Lời nói đầu tiên ạ. Minh Nguyễn xin chào bốn vị khách mời có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Dạ, xin chào anh MC đẹp trai ạ. Và tất cả các bạn đang có mặt tại trường quay và tất cả khán giả đang xem đài, một lời chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất ạ. Xin chào Minh Nguyễn. Dạ. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của các khách mời khi mà thưởng thức tiết mục này. Phải nói rằng hôm nay em rất hạnh phúc khi có chị Liên, Ngọc Liên đã hỗ trợ em, phải nói là quá quá nhiệt tình luôn. Và Liên đã hát hết mình và đã bè những cái quãng rất là cao. Em cảm ơn chị ạ. Và nhưng mà có một cái này nè, cái giọng của em nó là cái giọng nó trầm, khá là trầm. Tại nhiều khi em hát em thể hiện cái tâm trạng quá, cái nội dung cảm xúc á, thì cái đó mình để ý chút xíu thôi. Còn cái phần biểu diễn hôm nay em cũng rất là máu lửa theo chị Liên. Phải nói rằng là chúc mừng cho tiết mục của hai chị em, rất là tuyệt vời. Dạ, em cảm ơn chị ạ. Bác xin chúc mừng hai chị em có một phần trình diễn bài hát khó. Bài này không đơn giản, nghe thì mọi người thì nghe thấy nó dễ dàng, nhưng mà để mà ghép thành song ca nữ với hai cái chất giọng nó khá là khác biệt nhau như này thì nó không đơn giản. Nhưng mà lần đầu tiên hai chị em bắt gặp nhau mà hát rất là tốt. Chị Liên rõ ràng là đã có cái sự nâng đỡ rõ ràng đối với em. Thực ra chúng ta đều là những cái bản thể rất là khác biệt với nhau, và nếu mình tỏa sáng theo cách của mình thì ít nhất mình cũng được là mình, và mình có cái thứ ánh sáng của riêng mình. Dạ, em cảm ơn anh. Cảm ơn chia sẻ của anh Hoàng Bách cũng như là các khách mời. Chúng ta vừa được thưởng thức màn song đấu của Lê Huy và Lê Quốc Phú. Và quả thật đây là hai màu sắc âm nhạc rất riêng biệt. Bây giờ sẽ là 10 giây để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn. Nếu như quý vị chọn Lê Quốc Phú, nhấn phím A. Chọn Lê Huy thì nhấn phím B. Thời gian bắt đầu.
là thời gian bình chọn đã kết thúc. Một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất nhiều. Bây giờ Khanh rất muốn nghe những chia sẻ của các vị khách mời. Tôi đang xem gì thế này? Một trận đấu hay một tiết mục? Một bên thì cổ điển, vững vàng, một bên phải thích nghi theo những cái giai điệu khó, trong khi bạn mê rock nhưng mà phải hát theo một bài kiểu này với em. Sáng tạo vô cùng. Giữa hai người nếu mà để chọn chấm điểm, xin lỗi, cũng không thể chọn được. Cảm ơn Đình Vũ nhiều. Đó là suy nghĩ của anh Nguyễn Đình Vũ. Thế còn Tuấn Nghĩa thì sao? Anh Huy thì anh có cái sự trả lời rất là rõ ràng. Anh hát mà kể cả những cái anh hát nói đừng khóc nữa, rồi anh đẩy lên theo từng cái cung bậc một, nó dìu được cái cảm xúc của người nghe. Cái này thì em thấy là không phải là ca sĩ nào cũng có thể làm được. Cảm ơn những chia sẻ của Tuấn Nghĩa. Không biết chị Hải Yến và anh Đại Nghĩa nghĩ gì? Cá nhân Hải Yến nhá, Yến sẽ không đặt hai giọng hát của bạn lên bàn cân để cân, bởi vì hai bạn hoàn toàn là hai cái sở trường khác nhau. Nhưng cái điều mà Yến nghĩ rằng các bạn đang làm được trong một cái buổi tối của cái chương trình Song Ca Giấu Mặt ngày hôm nay đấy chính là mang lại một cái tiết mục vô cùng đặc sắc và tạo rất nhiều cái bất ngờ. Anh Lê Huy, em chỉ dùng một từ, anh hát rất đời. Rất đời luôn. Còn với Quốc Phú, Quốc Phú là một người đàn ông trong mắt của Hải Yến nha, cực kỳ trữ tình, lịch lãm. Cái màn so đấu này sẽ là một cái sự lựa chọn vô cùng khó với tất cả quý vị khán giả ngồi đây. Yến rất cảm ơn cái tiết mục này bởi vì là nó mang lại cho Yến rất nhiều cảm xúc khi đến với chương trình Song Ca Giấu Mặt. Cảm ơn hai người rất nhiều. Cảm ơn chia sẻ của chị Hải Yến. Các bạn vừa mới chia sẻ với Phú và Huy thì có lẽ là Phú và Huy cũng sẽ nhận ra một cái điều như thế này. Để là một người nghệ sĩ thành công và đặc biệt là trong vai trò là một ca sĩ, chúng ta phải đa dạng, phải màu sắc trong cái cách hát của mình. Khi chúng ta biết dung hòa tất cả mọi cái với nhau. Với Phú, em sẽ có nhiều trải nghiệm nữa khi tuổi đời của em ngày càng lớn hơn. Cái cách hát của em nó sẽ đời hơn một chút, nó mộc hơn một chút, cộng với cái giọng đẹp vốn có của em, nó sẽ vừa vặn và nó sẽ hấp dẫn người nghe. Với Huy cũng như vậy, cá tính của em có rồi, rất là mạnh mẽ, sự nổi loạn, sự cuồng nhiệt trong em có rồi. Nhưng nếu như mình cần có một chút điềm tĩnh lại, đầm lại một chút, thì có lẽ nó sẽ cân bằng được với những cái sản phẩm âm nhạc mà mình sẽ gửi đến với khán giả. Thì chắc chắn là các em sẽ nhận được nhiều sự yêu thương, đón nhận từ phía quý vị khán giả. Cảm ơn những chia sẻ của các khách mời. Và bây giờ chúng ta phải đợi vào kết quả bình chọn của quý vị khán giả tại trường quay mà thôi. Tỷ lệ đó là bao nhiêu, hãy cùng Khanh hướng mắt lên màn hình. 51% và 49%. Nghĩa là người chơi giành chiến thắng tại Song Ca Giấu Mặt sẽ nhận được 51% là phần trăm bình chọn của khán giả theo dõi trực tiếp tại trường quay để dành cho các bạn. Đó là giọng hát. Đã từng song ca với ca sĩ Tuấn Nghĩa trong chương trình này. Rồi. Rồi ok. Ủa, hai người cả hai đều từng song ca với Tuấn Nghĩa hả? Kết quả của chúng tôi sẽ có ngay bây giờ. Xin chúc mừng Lê Quốc Phú. Chúc mừng Lê Quốc Phú là người chiến thắng tại Song Ca Giấu Mặt. Bạn đã nhận được 51%. Và số tiền mang về Lê Quốc Phú có 10 triệu đồng. Chúc mừng bạn. Và chúc mừng cho Tuấn Nghĩa. Đây là người chơi đã song ca với Tuấn Nghĩa. Giấc mơ nếu gặp
gặp lại nhau ngày sau, liệu ta sẽ thế nào? Quá vạn con đường, mình dường như vẫn còn muôn ngàn nhớ thương ngàn vẫn vương. Nơi mà ta gặp gỡ muôn ngàn hoa rực rỡ chờ em về, nơi người đi lặng lẽ em nhìn theo thật khẽ, nơi bàn chân cùng bước đời cùng nhau ngồi dưới hiên nhà đón cơn mưa hạ, em khóc một mình. Thank you.
mình xa nhau em khóc theo bóng anh đi. Em có biết anh đã cố ghi chặt nước mắt. And you know, mặc dù trong ta đều hay lý do phải cách xa, anh đã không thể nào tìm cách để trọn đêm chẳng thể chợp mắt. Without you, cause without you, anh đã không thể nào tìm cách dừng lại nỗi nhớ từng đêm trào dâng. Cần lần môi ấm ngọt ngào khó ngàn lần vì sao. Bây giờ đây là anh muốn hết, hết, hết nhớ em người ơi. Anh muốn hết, muốn hết, muốn hết lên nhớ em người ơi. Em được bên em, được yêu, được hôn nhớ em như của qua. Em được bên em, được yêu, được hôn nhớ em như qua. Oh, oh, oh. Bây giờ anh muốn hết. Bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn. Quý vị nếu chọn thì nhấn phím A, không chọn thì nhấn phím B. Thời gian 10 giây bắt đầu. Xin quý vị hãy bình chọn cho thí sinh buồng số 1. Mỗi lượt bình chọn của quý vị là một niềm vinh hạnh cho chúng tôi. Xin cảm ơn. Thời gian bình chọn đã kết thúc ạ. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với chàng trai vừa song ca với Tuấn Nghĩa nhé. Xin chào bạn. Dạ, là trước tiên cho Thế Cường xin gửi lời chào đến bốn vị khách mời. Cảm ơn anh Tuấn Nghĩa, các khán giả tại trường quay và khán giả đang xem đài cũng như anh MC rất là dễ thương. Xin chào Thế Cường. Thế Cường đến từ đâu ạ? Dạ, em là người quê gốc ở Mỹ Tho, Tiền Giang. Thế công việc hiện tại của Thế Cường là gì? Dạ, em ban ngày thì kinh doanh và ban đêm làm ca sĩ bán chuyên. Có vẻ như rất khiêm tốn. Không biết anh Quốc Thiên nghĩ sao? Lúc nãy anh Thiên có nói với Khanh là màu giọng của Thế Cường rất đẹp. Cường thì anh cũng thấy rất là thú vị với giọng hát của em. Khi mà em hát cái quãng trung trầm ấy rất là bắt mic. Nhưng mà khi lên cao thì lại rất là sáng. Và khi mà nghe hát với Nghĩa thì anh thấy là hai người rất là ăn ý với nhau. Cho Thế Cường có ý kiến về tiết mục của bạn Thế Cường. Thì đầu tiên thì Thế Cương thấy cái bài này là một bài tương đối khó. Dạ vâng. Về mặt kỹ thuật. Và bản thân Cường thì đã thể hiện nói chung là hết sức mình rồi. Nhưng mà cái nghề ca sĩ hay nghề diễn viên của mình đó là nó là một cái chặng đường rất là dài. Anh nghĩ em nên trau dồi thêm về cái kỹ thuật thanh nhạc, về cái nhã chữ á. Em nên học anh Tuấn Nghĩa. Ngay cả ngoài đời, ổng nói chuyện cũng đã điệu rồi. Hả? Nói chuyện cảm xúc. Anh ơi, em có điệu đâu. Tôi là một lần nữa cảm ơn những chia sẻ của các khách mời. Khanh nghĩ rằng đây sẽ là những cái kinh nghiệm và cũng là cái hành trang rất là quý báu để cho Cường có thể áp dụng vào công việc của bạn. Là cái thời điểm đó, lúc đó là mình xem như là cái khoảnh khắc đó nó giống như kia là khoảnh khắc xuất thần ở trên sân khấu. Những tràng pháo tay của quý vị cho khán giả dành tặng cho Di Nhi cũng đã nói lên tất cả. Cảm ơn những chia sẻ của các khách mời ạ.
Tay trao hơi ấm rộn rã đôi tim mừng vui gặp gỡ trong ngày mới nắng say tình dâng ngập lối nắng len qua hàng cây gió mơn man đùa là lời đàn bướm bước chân vui hạnh phúc nắm tay ta về vùng trời bình trời đẹp quá. Mây lang thang buồn trôi, nhưng mưa tiếng khách hàng trong tim tháng ngày. Thơm mưa rơi lạch cơm, từng đêm em nghe xót xa. Anh ơi có hay giữa bóng tối chập trùng tình anh như giấc mơ xanh bao hy vọng dẫn lối bước em về dìu em qua đắng cay giữa mây đang tan nhanh mặt trời bừng tia nắng lung linh ấm nồng khi cơn mưa vượt qua tình yêu đưa ta thoát trao hơi ấm rộn rã đôi tim mừng vui gặp gỡ trong ngày mới nắng say tình dâng ngập lối nắng lên qua hàng cây dấu ân màn đùa là lời đàn bướm bước chân vui hạnh phúc nắm tay ta về vùng trời vui hạnh phúc nắm tay ta về vùng trời bình yên.
Và bây giờ sẽ là thời gian để cho tất cả quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho phần biểu diễn này. Quý vị khán giả tại trường quay sẽ có 10 giây để đưa ra bình chọn của mình. 10 giây bắt đầu. Thưa quý vị, 10 giây bình chọn đã kết thúc. Bây giờ thì hãy cùng Khanh giao lưu với người chơi ở vị trí số 2. Xin chào bạn. Dạ, em chào anh. Em chào bốn vị giám khảo và anh Sĩ Luân, đẹp trai. Sĩ Luân còn kèm theo cái chữ đẹp trai, đẹp trai nữa, trời ơi. Làm cho những chàng trai khác rất là chạnh lòng luôn. Anh cũng đẹp trai. Ồ, cảm ơn em. Hết chạnh lòng liền. Dạ, em tên là Cao Phương Thúy. Hiện tại em là diễn viên ca sĩ tự do. Thật sự là ngày hôm nay là sân khấu này, Sĩ Luân cảm thấy tất cả không có khoảng cách. Bởi vì những bài hát cũ, những bài hát rất hay, các bạn trẻ thì cũng không kém phần hấp dẫn. Các bạn vẫn có nội lực và điều rất hay. Vỗ tay cho tất cả chúng ta với âm nhạc ngày hôm nay. Không nghĩ em là diễn viên luôn. Dạ. Chị cứ nghĩ em là một ca sĩ chuyên nghiệp thật thụ hoặc là một người mẫu. Hồi nãy khi cô bé bước từ trên nấc thang bước xuống, nó có một cái thần thái của một diễn viên phim. Và khi hai người hát chung với nhau, chị tưởng tượng giống như đang hát nhạc phim vậy đó. Dạ. Thật sự ra trong cái điện ảnh, trong chị Quỳnh tự nhiên trỗi lên tình yêu của cảm xúc quá ghê luôn. Là nhìn thấy Sĩ Luân giống như một diễn viên Hàn Quốc thật sự. Giống như... Không, thật sự mọi người phải công nhận như mọi Ngân Quỳnh nói không? Giống như là một anh chàng đại gia của... trong một cái phim Hàn đã được một cô gái này giống như là vệ sĩ đi kế bên bảo vệ mà hai người có một chút tình yêu nào đó. Nó trỗi lên trong cái bài hát này rất là, phải gọi là rất là điện ảnh luôn á. Ra một kịch bản phim luôn hả chị? Đó. Anh Nhật ơi, anh cảm thấy như thế nào? Cảm ơn chị Luân. Em bè bội cho Thủy rất là... Tuyệt vời. Tuyệt vời luôn. Em nâng đỡ tiền hạt của Thủy. Thủy là cùng một chất giọng với cô Ngân Quỳnh, anh Tô, nữ trầm mà có Khang Khang. Và đặc biệt là em có một cái đôi mắt rất đẹp. Em hát bài này... Thật sự là cái đoạn tự sự nó giống như là em hát từ tâm ra, giống như mình chẳng hát gì cả. Cứ tâm sự với những người đối diện thôi. Và lúc nào cần hát lả lơi tự sự, lúc nào cần xử lý như thế nào em đã làm tốt hết. Và em phải cảm ơn nhạc sĩ Sĩ Luân đã là một cái nền rất chắc để em tỏa sáng ở tiết mục này. Và em ơi, em trên sân khấu em đẹp dễ sợ, sáng trưng luôn. Quá đẹp luôn. Cảm ơn chia sẻ của anh Quốc Đại. Mang theo vầng trăng thổi lâu để bầu trời hoài nhớ thương chi có
là trái đắng không thể còn thuyền lướt sóng lên đây tìm hồi bên mơ trong đêm khơi xa mang theo bao nhiêu khát vọng em đi mang theo vầng trăng thua nào để bầu trời hoài thương nhớ em mang con tim anh về đâu lời tiên si ta viết trong lòng ta vào chỉ muốn lối ta còn mãi đi tìm liều thuốc cho trái tim nghe thời gian trôi đi lặng thầm trên môi với những nỗi xót xa dâng ngang đời ngàn ngày trôi qua ngậm ngùi chia xa nỗi tiếc mãi giấc mơ ban đầu riêng con tim yêu hay cố quên có khi trọn đời chỉ còn lại niềm mơ ước giọt sầu nào vỡ nát trong tim mong người vỗ giấc bao đêm ngậm ngùi cõi mơ theo vầng trăng thua nào để bầu trời hoài nhớ thương chỉ còn hoang vắng cuộc tình là trái đắng không tên con thuyền lướt sóng lên đền tìm hồi bên mơ trong đêm khơi xa mang theo bao nhiêu khát vọng em đi mang theo vầng trăng thua nào để bầu trời chẳng thua nào để bầu trời hoài thương nhớ em mang con tim anh về đâu. Bây giờ kính mời quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho người chơi vừa hát với anh Nguyễn Đình Vũ. Thời gian 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với chàng trai này. Xin chào bạn. Dạ vâng, và lần đầu tiên thì cho phép em xin gửi lời chào đến anh Nguyễn Đình Vũ, chị Hải Yến, anh Nghĩa và chú Nghĩa ạ. Em ơi, anh cần liều thuốc cho trái tim. Nghe câu này xong cần uống thuốc. Anh Nghĩa và chú Nghĩa. Ông trẻ. Đúng rồi, 3-4 thế hệ của nhỏ mà. Vâng, và em chào anh Khanh. Chào tất cả quý vị đang có mặt tại trường quay. Và chào tất cả mọi người đang xem đài ạ. Dạ, em là Duy Minh ạ. Và hiện em đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Và công việc hiện tại của em là ca sĩ tự do ạ. Xin chào Dương Minh. Cậu bé mà sáng sân khấu, một cái giọng hát dễ nghe, cái giọng hát nó phù hợp với đại chúng á. Ra sân khấu, sáng đẹp, hát hay, dễ thương là được rồi. Thôi hát với anh có bị áp lực không, trả lời thiệt. Vui anh. Dạ, vui là được. Dạ. Sao Chiến, cho em mấy lời nhận xét kìa chị. Chị thì chị thấy là không phải thế đâu, nhưng mà thôi thì em hỏi chị cũng đành phải thế thôi. Thật ra thì như này là em thì có cơ hội gặp Dương Minh rồi, bởi vì bạn ấy tham gia một cái cuộc thi dành cho sinh viên và em làm giám khảo. Bạn ấy có một cái giọng rất là đặc biệt, tức là nếu mà có thể để hát những bài hát của nữ, bạn ấy cũng có thể hát được luôn đó. Cho Khanh hỏi Dương Minh là trong số các bài hát mà bạn tập trong chương trình này á, bạn còn thích ca khúc nào nữa? Bài nào em cũng thích. Bài nào cũng thích. Bây giờ nếu được hát một câu tặng quý vị thì bạn chọn bài nào? Em sẽ hát một bài Nếu Điều Đó Xảy Ra. Xin mời. Không, anh sẽ như bình minh xóa tan lạnh lùng nơi băng giá, như ánh sáng như mặt trời. Thưa quý vị, cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã dành tình cảm cho tiếng hát của Dương Minh. Dàng.
xin chào tất cả quý vị có mặt tại sân khấu. Chào mọi người. Một màu xanh lam chấm thêm màu trắng, thời chinh chiến đã qua rồi sắc màu tối, một màu đen đen một màu trắng trắng, chiều hoang vắng chiếc xe tang đi thật vội vàng. Người đứng theo nhạc được không ạ? Một đường khám công nối bao đường vòng, họ người dưng nhớ khuôn mặt bắn hình dòng. Rồi một đêm trời vơi, làm sao vẽ bóng tối, làm sao vẽ cánh hoa đêm không hồng. Mặc dù đây là bài hát song ca, nhưng quý vị khán giả tại trường quay sẽ chỉ bình chọn dựa trên tiếng hát và phần biểu diễn của người chơi. Nếu như chọn sẽ bấm phím A, không chọn thì bấm phím B. Xin mời. Ê nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Và bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với chàng trai mái tóc dài. Em tên gì? Em tên là Võ Nghi Bình. Nghi Bình hả? Dạ, ở đây em biết nhiều người lắm đó. Tại sao vậy? Em biết anh Thiên nè. Vậy hả? Từ hồi anh Thiên còn chơi nhóm N9 nữa. Mà chắc anh Thiên không nhìn ra em đâu. Khanh em cũng diễn chung rồi. Rồi tiếp đi ạ. Chị Hải Yến rất là thân với em. Sao nói xong cái mình bị hoang mang luôn. Mình bị đơ luôn anh ơi. Dạ. Không lâu rồi, lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau. Dạ. Hồi đó cách đây cũng cỡ chừng mười mấy năm á. Thôi vậy hả? Wow. Nhưng mà Khanh không nghĩ là lúc này cái giọng mà pha cái chất rock của Bình càng ngày nó càng dễ sợ. Hồi xưa Bình hát giọng nữ. À. Thế mà anh đợi em bắn nốt cao để anh bắn nốt thấp dưới, anh không thấy em bắn. Dạ. Làm anh phải bắn nốt cuối luôn. Tại beat hơi lửng lửng, em không dám bắn cao. À ok. Dạ vâng.
Bây giờ Khanh mời Võ Nghi Bình chúng ta gửi một lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trước nha. Lời nói đầu tiên thì xin cho phép Nghi Bình gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả có mặt tại trường quay, các khán giả có mặt qua màn ảnh nhỏ và các anh chị khách mời và ban tổ chức ekip đã làm trong cái chương trình rất là tuyệt vời để cho anh em tụi em hội ngộ lại với nhau ạ. Xin chào Võ Nghi Bình. Bây giờ Nghi Bình hãy chia sẻ thêm về công việc hiện tại của Nghi Bình để cho tất cả quý vị được biết nha. Công việc hiện tại của Bình hả? Bình làm diễn viên nè, ca sĩ, có viết nhạc nữa. Nói chung là rất đa năng thưa quý vị. Đây là một tiếng hát rực lửa. Dạ, Bình hát cái giọng hát rất là khỏe khoắn, đúng là hợp chất rock đó. Em rất là hạnh phúc khi được hát chung với một người anh như anh Thiên. Ok, cảm và ơn. Và một cái bản phối cũng rất là phức tạp nữa ạ. Không biết các khách mời còn lại thấy sao? Ngày hôm nay Bình làm Miến vô cùng ngạc nhiên. Bởi vì là cái phần mà Bình gần giọng cái phần cuối ấy, nó như là một cái được gọi là cái dấu son trong cái bài hát này luôn. Nó được đóng dấu hai lần. Và những cái điểm đó Yến đảm bảo là Bình sẽ được ghi điểm trong lòng khán giả. Khi mà Bình có một cái màu sắc riêng, Thiên có một cái màu sắc riêng mà khi mà chúng ta hòa hợp lại với nhau ấy, bản thân Hải Yến là cái người nghe Yến thấy rất là dễ chịu. Không biết Tuấn Nghĩa bà nghĩ gì ạ? Nếu mà Nghĩa ngồi được ngồi ở dưới này thì Tuấn Nghĩa chắc chắn sẽ bấm cho tiết mục này. Ngay từ đầu lúc bạn Bình bước ra khỏi cái căn phòng số 4 thì Tuấn Nghĩa đã nghĩ trong đầu, ô, bạn này là hát nhạc rock, chắc chắn 100% luôn, không thể nào mà lệch được đi đâu cả. Rồi xong bạn đi xuống bạn lại hát bằng cái giọng rất là pop ballad. Mãi đến đoạn sau cùng bạn ấy mới bắt đầu là gần giọng thì bạn chuyển sang rock. Rất là hay. Trong số 8 bài hát mà Bình đã tập trong chương trình này thì ngoài ca khúc vừa rồi thì bạn tâm đắc nhất với ca khúc nào nữa? Dạ, Đôi Chân Trần ha. Đôi Chân Trần. Tôi muốn quên đi tháng với ngày, cha đi lượm từng quả ngọt rừng cho con đỡ đói qua đêm. Tôi muốn quên đi. Một tràng vỗ tay nữa cho tiếng hát này. Và Khanh hy vọng rằng với cái năng lượng của bạn có thể giữ bạn đến được vòng cuối cùng song đấu. Dạ, em cảm ơn anh Khanh. Thời gian dành cho Nam Cường bắt đầu. Hát chung với nữ đi Cường. Số 3 hoặc số 5 á Cường. Số 3 hoặc số 5 ok á ha. Số 3 cái đầm đó. Hát với nữ đi em. 3 năm bấm. Anh sẽ chọn số 4. Bây giờ sẽ là Nếu Có Yêu Tôi và anh Nam Cường cùng với người chơi trong căn phòng số 4. Đến lúc tôi xa người, đừng đợi ngày mai, đến khi tôi phải xa đi. Ôi muộn làm sao nói lời tạ ơn. Nếu có bao dung thì hãy bao dung bây giờ, đừng đợi ngày mai, đến lúc tôi xa đời. Đừng đợi ngày mai, có khi tôi nằm im hơi, tôi chẳng làm sao tạ lỗi cùng người. Rộn ràng một nỗi đau hey, nghẹn ngào một nỗi vui. Dịu dàng một nỗi đau, nghẹn ngào một nỗi vui. Yeah, đến lúc tôi xa đời, đừng đợi ngày
Bây giờ sẽ là thời gian mà quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của chàng trai này. Xin mời. Mười giây dành cho quý vị khán giả tại trường quay đã hết. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào bạn. Dạ vâng, lời đầu tiên xin cho phép em Vũ Đức Mạnh được gửi lời chào tới bốn anh chị khách mời, anh MC cũng như là quý vị ngồi trước trường quay và quý vị trước sóng truyền hình ạ. Xin chào Vũ Đức Mạnh. Đây có phải là dòng nhạc bạn yêu thích không? Nó cũng nằm trong những dòng nhạc mà em yêu thích. Tại vì Khanh cảm thấy bạn tung hứng với nó rất là dễ dàng. Bởi vì tự tưởng cứ nhạc lên xong rồi xuống rất là may, nhờ anh Nam Cường thấy anh sung quá, thế là em được tiếp thêm năng lượng. Thực sự rất cảm ơn anh. Không có đâu em, tại ngay từ đầu anh bị áp lực em á. Anh bị áp lực em bắt buộc anh phải nhoi hơn, hiểu không? Chứ bình thường anh lên anh đâu có nhoi dữ vậy đâu. Tại vì ngay từ đầu bước ra là trên cái ô số 4 á, là bạn đủ kiểu á, người ta đứng dưới này hát cứ đứng vậy nè. Đó. Không, có màn đấy ạ. Chứ nếu bỏ ra là em không dám. Không, không dám. Nó xuống đây xong cái cũng áp lực bạn. Mà may cái nhờ như vậy mà hai anh em mình cũng coi bộ cũng ăn ý hen. Dạ, bắt tay cảm ơn. Dạ, cảm ơn anh. Đây là một bài song ca, anh cứ nghĩ rằng là thu âm rồi không à. Cả hai người đều hát tốt một cách bất ngờ. Tự nhiên em thấy em muốn quay về làm nhạc sĩ nhiều hơn làm ca sĩ anh. Đúng rồi, anh ủng hộ. Hổ thẹn với lại, ủa anh ủng hộ hả? Anh ủng hộ. Dạ, cảm ơn. Sao cái ủng hộ của anh mà em nghe nó hơi buồn buồn ha. Dạ. Em có một cái màn trình diễn xuất sắc quá em ơi. Em ra em nhảy, em nhúng từ ở trên bước xuống. Anh cảm thấy như em không phải là kiểu là thí sinh anh. Dạ. Rõ ràng bạn này chắc là phải có đi hát, phải có trình diễn nhiều rồi mới có được một cái sức mạnh mà trên sân khấu bùng nổ như vậy được. Cái điều ban đầu khi anh nghe em hát và em xuất hiện, ừ, bạn này giống Quang Hà ta. Đó, nhưng mà một hơi thì cái suy nghĩ đó nó không còn trong đầu anh nữa. Bởi vì anh bị thuyết phục và bị tập trung hoàn toàn vào cái phần trình diễn của cả hai. Cái mà anh thích của em á là không phải là một cái giọng hát trau chuốt quá nhiều hay là một cái giọng hát nó quá kỹ thuật, mà cái cách em hát như em kể chuyện á. Anh thích cái kiểu đó đó. Và hai anh em đã kể cho chúng tôi nghe một cái câu chuyện quá dễ thương. Yêu đời. Nếu có yêu tôi thì hãy yêu ngay bây giờ. Vâng à, cảm ơn tất cả quý vị và các bạn rất nhiều. Một tràng pháo tay nữa cho tiết mục của chúng ta. 10 giây bắt đầu. Tự hát cái nữ của anh ha. Tự hát cái nữ đi. Cái tông giọng dễ hơn. Bấm đi Liên ơi, 3 năm. Bấm nút đi ạ. Căn phòng số 3. Bây giờ sẽ là liên khúc 20-40 và Kim với tiếng hát của ca sĩ Ngọc Liên và người chơi trong căn phòng số 3. Tình đời nhiều lúc mỉa mai.
Và bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của người chơi vừa xong ca với chị Ngọc Liên. Nếu như chọn chúng ta nhấn phím A, không chọn thì nhấn phím B. 10 giây, bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này nhé. Xin chào bạn. Em xin chào tất cả bốn vị khách mời cùng mọi người đang có mặt ở đây ngày hôm nay ạ. Rất dễ thương phải không quý vị? Bạn tên gì ạ? Xinh quá trời. Dạ, em tên là Bùi Huyền Thảo My. Em còn có nghệ danh là My Carol. My Carol. Em hiện đang là sinh viên năm 3 của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Thế có nghĩa là ca hát là cái niềm đam mê của bạn đúng không? Dạ. Em theo ca hát từ nhỏ, nhưng mà lúc mà học đại học thì em lại vô trường học. Cái chuyện mà là một diễn viên đi làm ca sĩ là điển hình Nam Cường đây. Anh Nam Cường này em cũng là trường sân khấu điện ảnh mà ra. Thì sau này ảnh thành công đầu tiên là bên vai trò ca sĩ chứ đâu phải là diễn viên đâu. Ảnh thành công bên ca sĩ xong rồi lúc ảnh quay ngược ra về anh đóng phim, anh đóng kịch. Anh đã chọn cái con đường nào cũng được hết trơn, miễn sao mình làm thật tốt với cái công việc mà mình đang lựa chọn ha. Anh lúc đầu anh hơi lo, tại vì chị Liên ra giọng chị dày quá. Đúng rồi. Giọng chị dày và cái lực của chị hát cũng như là cái năng lượng của chị ở trên sân khấu á. Tức là em rất là lo lắng khi mà em vừa mở cái mạng xuống một cái em ngồi em nhẩm liền. Ây da, bạn này trẻ quá, bạn này trẻ quá. Anh sợ rằng cái giọng của em sẽ bị mỏng hơn khi đi ra. Nhưng đó là cái lo sai lầm của em anh. Khi em bước ra em cất tiếng hát lên, đúng là cái giọng của em nó có hơi mỏng hơn một chút thật. Nhưng đổi lại giọng em rất sáng. Bắt giọng em rất sáng và ăn micro và nghe rất là bắt tai theo kiểu dễ thương, rất là phù hợp với lại cái ca khúc này. Liên cũng hơi hồi hộp khi bạn xuống bằng cất giọng hát lên, thì Liên nói là rồi, Liên là chọn đúng cái giọng rồi, tại vì cái giọng bạn đúng cái sở trường của Liên luôn, cho nên là hai đứa sẽ hát ăn ý. Và Liên cũng với bạn cũng giao lưu, cũng hát, cũng hiểu ý. Khi mà ánh mắt của Liên nháy bạn thì bạn cũng biết và bạn đổi chỗ và bạn cũng khều khều. Liên chị giống như là chị phải vậy không? Thì đổi qua đổi lại thì thấy có sự ăn ý cũng nhẹ nhẹ. Nên là rất hài lòng với em. Cảm ơn chia sẻ của chị Ngọc Liên. Anh Nam Cường ơi, anh cảm xúc như thế nào ạ? Một cô bé nhìn từ xa rất là dễ thương, rất là mong manh. Thì anh chỉ sợ là em sẽ bị lép so với chị Liên. Nhưng mà cái giọng của em rất là sáng, tức là hai người sẽ không bị chồng lên nhau, nó sẽ có những cái điểm riêng để tạo nên cái điểm gọi là các cá nhân của mỗi người trong cái ca khúc. Cảm ơn chia sẻ của anh Nam Cường cũng như là các khách mời còn lại. Chú con lúa non xôn xao chào đón, bầy chim nghệ sĩ khoe khoang đón em đua nhau hòa đàn. Wow. Hey, anh xin về với em. Một tràng vỗ tay dành cho cô ấy nào các bạn. Ta sao em theo anh đi về, tình quê hương mặn nồng, đồng xanh như gáy chưa mòn lúa
kia là chú Tư. Dạ. À, bên đây là Út. Dạ, chào cô Út. Đó. Nguyên gia đình nhà anh đó. Thấy được không cả nhà mình. Em theo anh đi về, về quê hương ta sống. Em theo anh đi về, tình quê hương mặn nồng. Đồng xanh như gái chưa con, lúa đó xôn xao chào đón. Bảy chín nghe sĩ khoe khoang. Quan Thiên hai họ. Dạ vâng ạ. À, tối hôm nay em là vợ anh đúng không ạ? Ừ. Em chào anh MC. Em xin chào tất cả quý vị khán giả. Lời đầu tiên cho phép vợ chồng Ngọc Thúy và Đại Nghĩa xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới toàn thể quý vị. Trời. Dạ. Đến giờ em mới biết vợ em tên Ngọc Thúy. Thưa quý vị, và bây giờ sẽ là thời gian để cho chúng ta bình chọn cho tiếng hát của Ngọc Thúy. 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và xin chào Ngọc Thúy, bạn hãy chia sẻ nhiều hơn về bản thân cho chúng tôi được biết nhé. Vâng ạ, Ngọc Thúy là ca sĩ và hiện tại thì Ngọc Thúy có kinh doanh riêng về mảng chăm sóc sức khỏe và chăm sóc tinh thần. Yeah. Anh hỏi thiệt nha. Bởi vì thật ra nếu như mà em được song ca cùng với một trong ba cái người còn lại ngồi trên kia thì anh nghĩ là có thể cái bài hát này sẽ còn hay hơn nữa. Em hát với anh cái bài này thì chắc có lẽ là nó cũng sẽ không có được giống như là em mong muốn đúng không? Dạ, nếu mà cho em được lựa chọn á thì em vẫn chọn chồng em, Đại Nghĩa. Cảm ơn em. Bây giờ chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của các khách mời. Khanh xin mời Tuấn Nghĩa. Ca khúc này đối với Nghĩa rất là dễ thương. Anh Đại Nghĩa cứ tự nói là chọn bất cứ ai ở đây cũng hay hơn anh Đại Nghĩa. Thế nhưng mà em nghĩ là không có ai lên trên đó và trình bày ca khúc này cùng Ngọc Thúy hay bằng anh đâu. Ngoài một cái giọng hát trời phú cho một cái người nghệ sĩ thì cái gương mặt và cái nét mặt nó vô cùng quan trọng. Thì Thúy đang là cái người sở hữu một nụ cười rất tươi sáng và đôi mắt biết cười. Nên là thành ra cái phần khi mà Nghĩa có thấy rằng là cái việc mà mình biểu diễn giao đãi với anh Nghĩa trong cái bài này đối với Thúy nó là một cái điều rất đơn giản. Và hai người ăn xăm ăn nhập với nhau giống như kiểu đã từng tập với nhau từ trước đây rồi. Bạn vừa giống một người ca sĩ, vừa giống một người diễn viên trên cái sân khấu với cái tiết mục này nha. Nó đã cả phần tai, nó đã luôn cả phần nhìn với Hải Yến. Nên là chúc mừng Thúy ngày hôm nay. Và vẫn lại là cái câu đó, không ai có thể hát hợp với Thúy hơn anh Nghĩa ngày hôm nay. Đó. Cảm ơn chia sẻ của các khách mời. Và một lần nữa cảm ơn anh Đại Nghĩa vì đã hỗ trợ hết mình cho Ngọc Thúy tỏa sáng trong tiết mục này. Chén say lắng trong lòng mình những đắng cay, ngày dài thấm thoát rơi muốn quên đi những phận bèo trôi. Ngọc ngà cũng mây phè lắng trong buồn hoài cũng thấy quen, buồn buồn ngó gót xe trách sao cõi đời này đỏ đen chờ người đây.
về đây mang theo dấu yêu chờ che cho nhau những đêm lạnh lùng, chờ người đâu thấy người còn hoài xa cách xa một mình trong đêm. Muốn quên đi những phân bèo trôi, ngọc ngà cũng mây phèn, lòng trong buồn hoài cũng thấy quen. Ngồi buồn ngó gó sen, trách sao cõi đời này đỏ đen. Chờ người nơi ấy về đây mang theo dấu yêu, chờ che chở thời gian để quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái vừa song ca với chị Nguyễn Hải Yến. Thời gian 10 giây bắt đầu. Mọi người ơi, cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ trò chuyện nhiều hơn với cô gái này. Xin chào bạn. Dạ vâng, lời nói đầu tiên thì cho phép em xin gửi tới bốn vị khách mời cũng như anh MC và toàn thể quý vị có mặt trong trường quay buổi tối ngày hôm nay thì em tên là Hà Tiểu Ni ạ. Ồ, tên đẹp quá vậy. Xin chào Hà Tiểu Ni, công việc hiện tại của Ni là ca sĩ chuyên nghiệp hả? Dạ em ca sĩ bán chuyên thôi ạ. Ca sĩ bán chuyên, vâng rất khiêm tốn. Bởi vì giọng hát của bạn rất hay và khi mà bạn vừa bước ra thì cái ngoại hình này làm Khanh nghĩ đến ngay ca sĩ gốc hát bài này đúng không anh Quốc Thiên? Giống quá, giống chị Linh đúng không? Giống bạn Linh đúng không? Rồi người bạn thân kìa lên tiếng đi. Dạ. Nhìn cái vóc dáng và cái mái tóc thì Linh cũng đang để cái mái tóc này cũng rất là giống. Hôm nay khi mà nghe chị Yến với Tiểu Ni hát thì Thiên thấy được cái sự chắc chắn của cả hai người ấy. Bạn giữ được cái sự bình tĩnh trong giọng hát, cái sự tự tin để hát. Cái điều đấy là điều mà Thiên rất là khích lệ. Còn về cái bài hát này thì một bản phối mới và Thiên thích cái cách hát lưu trai của bạn, nó rất là ma mị. Cảm ơn chia sẻ của anh Quốc Thiên. Và hơn hết là chị Nguyễn Hải Yến và Hà Tiểu Ni chưa hề tập luyện với nhau. Dạ. Dạ, đó mới là sự ăn ý mà chúng ta đang thấy. Anh dạ. Minh Luân, anh nghĩ gì? Hai cái tiết mục mở màn ngày hôm nay nó quá ấn tượng đi. Thật sự hai bạn quá bản lĩnh, tức là từ bạn Bình cho đến bạn Ni cũng vậy. Nếu mà được lựa chọn giống như khán giả ngồi đây là chắc chắn là Luân sẽ chọn phím A. Dạ, để vâng. Cho lựa chọn cho Ni. Cảm ơn chia sẻ của anh Minh Luân.
Và đó chỉ mới là hai người chơi trong số 8 người chơi mà lần lượt chúng ta sẽ gặp họ sau 2 tuần phát sóng. Khanh cũng muốn khẳng định lại ở một điểm là chương trình đã chuẩn bị rất là kỹ lưỡng và đã sàng lọc được, chọn ra những giọng hát có thể hát được nhiều dòng nhạc khác nhau. Điển hình như là Võ Nghi Bình mà chúng ta đã nghe vừa rồi, bây giờ là Hà Tiểu Ni. Còn bây giờ thì Khanh xin một tràng pháo tay nữa dành cho tiết mục của chị Nguyễn Hải Yến cùng với Hà Tiểu Ni. Quý vị khán giả tại trường quay sẽ có 10 giây để đưa ra quyết định của mình dành cho tiếng hát của người chơi vừa song ca với anh Tiết Cương. Nếu quý vị chọn thì nhấn phím A, không chọn thì nhấn phím B. Thời gian của quý vị bắt đầu. A hết đi các bạn ơi, A hết đi. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Thời gian bình chọn đã kết thúc và chúng tôi sẽ tạm thời giữ bí mật con số này cho đến khi 8 tiết mục song ca của các người chơi và khách mời hoàn thành. Bây giờ chúng ta hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này nhé. Xin chào bạn. Dạ, em xin chào anh. Lần đầu tiên cho phép Thanh Nga xin gửi tới lời chào thân thương đến 4 vị khách mời cũng như là khán giả trường quay và khán giả đang xem truyền hình, một lời chào trân trọng nhất ạ. Xin chào Thanh Nga. Không biết công việc hiện tại của bạn là gì? Hiện nay thì công việc hiện tại của em cũng là một ca sĩ chuyên nghiệp và cũng hiện nay đang công tác tại đơn vị của báo Tiền Phong ạ. Vâng ạ. Cảm ơn tiết mục đầu tiên của bạn. Bởi vì cái tiêu chí đến đây là hỗ trợ cho thí sinh tỏa sáng, mà nãy giờ anh ngồi một chỗ anh học bài với anh thầm cầu nguyện là hôm nay anh đến đây anh hỗ trợ cho thí sinh chứ anh đừng có làm hại thí sinh. Nhưng mà rõ ràng các bạn thấy Tiết Cương hôm nay hỗ trợ hay là làm hại à? Thấy không? Đó, khán giả ủng hộ chứng tỏ là mình hỗ trợ tốt. Vỗ tay là ủng hộ quá. Hỗ trợ ạ, hỗ trợ ạ. Bây giờ chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của các khách mời còn lại. Em thấy một cái màn song ca rất là vui ạ. Cái giải trí đầu tiên thấy vui là thấy vui rồi đó. Vui từ đầu đến cuối, vui từ khi bắt đầu anh lên sân khấu em đã thấy vui rồi. Bạn Nga thì có một cái giọng hát rất nội lực và rất là chủ động. Bạn cũng chắc ấy, nên là anh bạn dẫn anh đi đến chỗ nào anh cần trả nợ hết, là em thấy cái đấy là cái điều mà anh vượt qua được là rất là vui rồi. Cảm ơn chia sẻ của anh Quốc Thiên ạ. Đây là một cái tiết mục mà mang tính giải trí rất là cao, có thể là sẽ là một cái tiết mục vui nhộn nhất trong cái chương trình ngày hôm nay. Bằng chứng là quý vị khán giả cho tràng pháo tay rất là nồng nhiệt, đúng không ạ? Cho tràng pháo tay nữa vị ơi. Em nghĩ là điểm cũng cao lắm đó nha. Dạ vâng, số điểm như thế nào thì lát nữa chúng ta sẽ biết, nhưng thích hay không là có, đúng được không quý vị? Đó. Cảm ơn Thanh Nga rất nhiều và Khanh chúc cho phần trăm bình chọn của khán giả tại trường quay dành cho bạn sẽ thật là cao. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Bắt đầu. Thôi chọn số 5 đi. Thôi chọn số 3 đi. Anh vẫn còn thời gian để suy nghĩ. Số 7 cũng được, số 7 dáng cũng đẹp. Nhưng mà hơi rủ tay xuống quá.
nhấn nút đi ạ. Số 8 vẫn cương quyết chọn ông số 8 nữa. Anh Nguyễn Đình Vũ đã lựa chọn số 8 và bây giờ là 4 chữ lắm với ca sĩ nhạc sĩ Nguyễn Đình Vũ và người chơi trong các phòng số 8. Quá trời rồi. Thưa quý vị, một tràng vỗ tay ạ. Bây giờ sẽ là thời gian dành cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của người chơi vừa song ca với anh Nguyễn Đình Vũ. 10 giây của quý vị bắt đầu. Hãy bình chọn về cặp chân mày này. Không phải đơn giản mà tìm được một cặp chân mày tâm đầu ý hợp như vậy. Một cặp chân mày thiệt chứ không phải là dẻ mà tô đậm lên đâu. Bình chọn đi. Bé hát ok lắm. Tôi muốn phải được bình chọn nhiều hơn Út Mén hồi nãy. Bình chọn chung tôi. Hết giờ. Trời ơi. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Lẽ ra người ta bình chọn nhiều lắm đó. Mà bị gì cứ nói về cặp chân mày. Người ta lo người ta tập trung dòm cặp chân mày. Người ta quên bám. Em trai áo trắng ơi, nếu như một lát nữa mà cái phần bình chọn em không nhiều thì em đừng trách khán giả. Em hát rất là tốt rồi. Em hãy trách là trách hờn cái con người áo đen kế bên em đó. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ làm quen với chàng trai này. Xin chào bạn. Dạ, và lời nói đầu tiên cho em xin được chào các nghệ sĩ khách mời cùng tất cả mọi người có trong phim trường ngày hôm nay và quý vị khán giả đang xem đài. Em tên là Võ Duy Thành. Xin chào Võ Duy Thành, cảm ơn bạn rất nhiều vì đã mang tới cho chúng tôi một cái tiết mục rất là thú vị vừa rồi. Anh cảm thấy như thế nào với sự lựa chọn của mình? Là không sai khi mà cái cánh cổng số 8 vừa sập xuống một cái pạc là anh thấy bạn xuất hiện là coi như là ngoại hình là ăn 8 điểm rồi. Sau đó bạn bước ta từng bước đi của bạn rất oai vệ, rất nhẹ nhàng xuống đó rồi, ăn được 9 điểm rồi. Vừa bước xuống cất giọng hát cái trong lòng anh đã chọn bạn cho bạn 10 điểm rồi. Lần đầu tiên song ca cùng với một bạn mà không tập dợt gì để cho được một cái tiết mục. Quý vị, hy vọng là quý vị sẽ yêu thích và tiết mục này em mong lên trending thôi. Cảm ơn Nguyễn Đình Vũ rất nhiều. Sau khi mà Thành bắt đầu quen được với cái nhịp của Vũ rồi, quen được với cái không khí ở đây rồi, thì Thành bắt đầu bắt kịp. Đó là sau đó hai anh em cháy nha. Lúc đó rõ ràng là Thành rất là tự tin. Vũ lên sân khấu lúc nào cũng mang một nguồn năng lượng dồi dào hết trơn á. Nó truyền xuống khán giả và mỗi lần bạn Vũ đứng lên sân khấu á, là khán giả ở dưới lúc nào cũng là nhún nhảy và theo cái ca khúc của bạn. Hai người hát với nhau á, càng về sau á, càng rất là ăn ý. Và đặc biệt là Vũ á, như là càng về sau Vũ đẩy cho bạn á, đẩy cảm xúc cũng như đẩy để cho bạn được tỏa sáng. Chị thấy em là đã bản lĩnh rồi đó. Với một người mà quậy sân khấu như vậy, quậy luôn ca sĩ hát, thì em đã lấy được tinh thần và em hát vậy. Và cái điều chị thấy là hôm nay có sự tình cờ phải không? Hát Bạch Công Tử phải không? Ý anh tính nói luôn á. Một người trắng thì mặc ở trong màu đen, một người màu đen thì ở trong màu trắng ra. Mà với lại cái gương mặt của em, vóc dáng của em ra rất là nghệ sĩ luôn. Chúc mừng em. Vâng, cảm ơn. Cảm ơn chia sẻ của các nghệ sĩ ạ. Thời gian của anh bắt đầu. Và xin mời anh quyết định. Anh đã chọn cặp số 5. Và bây giờ sẽ là tiết mục yêu. Đập ta khát khao, yêu là bao sầu đau buồn phiền ta rất chia. Yêu là không cần chi dù cho đời đắng cay, yêu là yêu ngàn đời xin dâng hiến. Yêu cần chi lời nói ngọt ngào nhưng trắng phai, yêu cần chi ánh mắt nụ cười trong phút giây. Yêu mà sao người nỡ để lòng anh đớn đau, yêu mà sao tình em vội lãng quên. Bây giờ sẽ là thời gian bình chọn của quý vị khán giả dành cho cô gái vừa hát song ca với anh Nam Cường. Nếu chọn chúng ta chọn phím A, nếu không chọn sẽ nhấn phím B. Thời gian 10 giây bắt đầu.
quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này. Xin chào bạn. Xin chào anh Bạch Công Khanh. Và xin chào tất cả quý vị khán giả cũng như là anh Nam Cường cũng như là ba anh chị khách mời còn lại ạ. Em là Hải Phương. Xin chào Hải Phương. Dạ. Ở cái ca khúc này á, Vũ thấy được cái sự tập trung của bạn rất cao độ. Khi bạn vừa bước ở chỗ đó xuống, đứng trong trọng, có nóng nha quý vị. Có một cái sự nóng nực tại vì nó một không gian kín. Cái cọng tóc của bạn nó bị dính ngay trên cái má bên tay phải của bạn. Nhưng bạn tập trung vào cái giọng hát từ đầu cho đến cuối. Cho đến khi mà hết bài nhạc, nhìn anh Nam Cường cười một cái bắt đầu mới. Dạ em cảm ơn, mới vuốt nó qua. Điều đó em sẽ mang cho em một cái sự hấp dẫn, sự chuyên nghiệp. Hấp dẫn những cái điều tuyệt vời nhất. Em mới có được cái màn trình diễn tuyệt vời như ngày hôm nay. Dạ em cảm ơn anh Vũ. Tại vì sao? Tại vì khi mà Cường với lại Phương đang hát á, anh có liếc nhẹ. Ủa liếc nhẹ hả? Nặng nhẹ. Lắm, em thấy anh nặng lắm luôn. Ủa, liếc qua bên tay phải hả? Liếc nhẹ qua đây thì anh thấy Vũ ngồi coi vậy nè. Ngồi nghe mà say mê đó. Thì có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái tiết mục này, cái sự phối hợp của hai bạn rất là ý. Hai cái giọng nó hòa quyện vô với nhau. Một người thì nói về tình yêu một cái kiểu như là cuồng nhiệt, nóng bỏng, dữ dội. Còn một người bên đây nói về tình yêu bằng một cái sự thâm trầm, cái nhẹ, sự sâu sắc, đỉnh đạt. Tự nhiên hai cái con người đó với hai cái giọng hát nó kết hợp với nhau trong cái bài này, mình thấy nó hòa quyện, nó tuyệt vời. Chúc mừng. Đó chính là yêu đấy ạ. Và thưa quý vị, tất cả những... Em yêu cánh chim hoàng bay về đêm. Thưa quý vị, và đó là màn song đấu của Diễm Huyền và My Nguyễn. Bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn. Nếu như mà quý vị bình chọn cho Diễm Huyền thì nhấn phím A, bình chọn cho My Nguyễn thì nhấn phím B. 10 giây của quý vị bắt đầu. Hãy cùng Khanh nghe những chia sẻ của các khách mời về tiết mục này. Đối với tôi thì tôi thấy là Huyền vẫn giữ được cái phong độ, My cũng vậy. Dạ, cảm ơn anh. Đến đây thì Ngọc Liên rất là vui. Cảm ơn khán giả trường quay đã cho hai bạn mà Ngọc Liên hỗ trợ được đứng đây để đấu với nhau. Rất trùng hợp, đây đều là hai người chơi đã song ca với dì Ngọc Liên. Thật sự là cái bài hát này thì hai bạn hát cái giọng hơi na ná giống nhau, cho nên là cũng 1-9, 1-10 rồi. Coi như là hôm nay thì ai may mắn hơn thì sẽ được coi như là chiến thắng. Vậy thôi. Cảm ơn chị Ngọc Liên ạ. Hai bạn cũng rất là xứng đáng vì đạt được cái sự bình chọn của khán giả và đã đến được cái vòng này. Thì thực sự là mỗi bạn ai cũng có một cái đặc biệt riêng. Chất giọng của Huyền thì nó là có vẻ đối với Khánh thì Khánh thấy rằng là khá là hợp với cái bài này. Thì chúc hai em sau cuộc chơi này xong thì sẽ có những cái bước tiến mới trong công việc của mình và tiếp tục tỏa sáng trên sân khấu, bởi vì hai em đúng thực là hai người rất xứng đáng 1-9, 1-10 có mặt ở đây. Chúc mừng hai em. Một lần nữa cảm ơn Hoàng Bách và các khách mời. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi kết quả quý vị nhé. Ngay bây giờ khách mời quý vị, chúng ta sẽ hướng mắt về màn hình chính để theo dõi kết quả. Năm 53% và 47%, nghĩa là trong đây có một người nhận được 53%, người còn lại là 47%. Giọng hát giành chiến thắng là giọng hát giành được 53%. Đó là bình chọn của khán giả tại trường quay. My Nguyễn hay là Diễm Huyền? Kết quả là Huyền là tiếng hát giành chiến thắng tại Song Ca Giấu Mặt và đã có 10 triệu đồng.
cuối trời mây trắng bay, lá vàng thưa thớt quá, phải chăng lá về rừng mùa thu đi cùng lá. Mùa thu ra biển cả theo dòng nước mênh mông, mùa thu vàng hoa cúc, chỉ còn anh và em, chỉ còn anh và em là của mùa thu cũ, chỉ còn anh và em. Tình ta như hàng cây đã yên mùa bão gió, tình ta như dòng sông đã yên ngày thác lũ, thời gian như ngọn gió, mùa đi cùng tháng năm, đuổi theo mùa đi mãi, chỉ còn anh và em, chỉ còn anh và em cùng tình yêu ở lại. Kia bao người yêu mới đi qua vùng heo may, chỉ còn anh và em cùng tình yêu ở lại. Còn anh và em cùng tình yêu ở lại. Long Nhật rất nhiều vì đã mang đến một bài hát rất tuyệt vời. Mời chị nhấn nút. Chị đã chọn căn phòng số 2. Bây giờ sẽ là tiết mục đổi thay. Mời quý vị cùng thưởng thức. Khán giả tại trường quay ơi, chúng ta có 10 giây để bình chọn cho tiếng hát của chàng trai này. Bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Hãy cùng Khanh làm quen với chàng trai này nhé. Xin chào bạn. Hello, tôi cho phép Akikoa xin kính quý vị có mặt trong hôm nay. Lời chúc khỏe, lời chào thân thương nhất ạ. Xin chào Akikoa. Khi mà ngày hôm nay em bước ra em hát, trời ơi là mọi người em vừa cất tiếng hát một cái thôi, anh Nghĩa, Bạch Công Khanh, bốn người nhìn nhau hả, thu âm sẵn hả? Ủa sao cái gì mà giọng dép hả, cái giọng gì mà cao vậy? Cái sau đó anh còn có một cái sự thách thức ngấm ngầm trong đầu, để coi bây giờ nó mới vô hát cái tông cỡ này chắc là điệp khúc hát lòn xuống. Anh quay qua nói chắc điệp khúc em nó sẽ hát lòn xuống. Lúc đó em còn gì nè, chứ còn gì nữa. Nhưng rồi cuối cùng thì sao, bé vừa hát lên cao mà các em với anh Nghĩa đâu còn nhìn nhau nữa. Em đi hát lâu năm chưa Khoa? Giờ em chia sẻ thật là em đi hát thì em bắt đầu đi hát thì được gần 10 năm. Wow. Nhưng mà em hát thì khác. Tại vì bây giờ em mới đi chung được chuyên nghiệp thôi. Ủa chứ trước đây em đi con đường nào? Trước đây em bán kẹo kéo anh. Là đi hát kẹo kéo bên ngoài đúng không? Dạ vâng. Và cũng hy vọng rằng song ca giấu mặt sẽ là một cái bước đệm giúp cho tiếng hát của Akikoa ngày càng đến gần hơn với quý vị khán giả. Chia sẻ của anh Nam Cường ạ. Xin mời. Khi mà bạn bước ra bạn hát á, Cường cảm nhận được và Cường thấy được có một điều gì đó hơi lo lắng ở trong bạn. Có, Cường có quay qua Cường nói với Khanh. Tại vì thấy cái điều đó, bạn cũng có một chút áp lực khi mà bước ra cái sân khấu này à, và mọi thứ đã tan biến khi mà bạn lên những cái nút cao á. Bạn là một cái người có cái màu giọng rất là đẹp và cái quãng giọng cũng rất là cao để có thể chinh phục nhiều cái ca khúc.
vì sợ cô đơn nên em mặc kệ. Bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của cô gái vừa song ca với anh Hoàng Bách. 10 giây của quý vị bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này. Xin chào bạn. Dạ vâng ạ, em xin được chào bốn vị khách mời, anh MC, các bạn khán giả trường quay và tất cả khán giả đang xem chương trình Song Ca Giấu Mặt ạ. Em tên là Giang Thùy Linh, em đang là ca sĩ tự do và em rất vui khi hôm nay được tham gia chương trình này và rất là vui khi được song ca với anh Hoàng Bách ạ. Xin chào Giang Thùy Linh, một cô gái rất là cá tính và tràn đầy năng lượng. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của anh Hoàng Bách. Cái người cuối cùng thì lại có một cái phong cách mà bản thân mình bất ngờ nhưng mà rất là thích. Dạ, rất là thích cái cách lúc em bước xuống, ngay từ lúc em bước xuống thì anh biết là rồi mình sẽ có một phần trình diễn tốt, phần trình diễn hay. Và cuối cùng là chắc là mọi người cũng yêu thích phần trình diễn của em. Chúc mừng em. Cảm ơn Hoàng Bách rất nhiều. Bây giờ bạn sẽ nghe anh Kim Tử Long chia sẻ. Ba đứa tụi tôi chia sẻ một lượt được không? Dạ được ạ, xin mời. 1, 2, 3. Quá tuyệt vời. Người nào hứa yêu tôi chọn đêm mãi không thôi. Người ơi hãy mau lên, còn chờ gì không đến. Người hãy đến bên tôi,
dạy tôi biết vui cười, dạy tôi nói xin cảm ơn đời, con thương tôi. Sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả theo dõi trực tiếp tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của người chơi ở vị trí số 5. Khai xin nhắc lại cách thức bình chọn là chúng ta sẽ chỉ căn cứ vào giọng hát cũng như là phần biểu diễn của người chơi ở vị trí số 5. Và thời gian bình chọn dành cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu. Và thời gian bình chọn đã kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất nhiều. Và chúng tôi sẽ tạm giữ bí mật số điểm mà quý vị vừa dành cho người chơi vị trí số 5 đến cuối chương trình sau khi kết thúc 8 tiết mục song ca. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện với cô gái rất là xinh đẹp đang đứng cạnh nghệ sĩ Ngân Quỳnh và Khanh đây. Xin chào bạn. Dạ, em xin gửi lời chào đến anh Bạch Công Khanh cũng như là tất cả các anh chị nghệ sĩ ở ngoài bên dưới và quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay cũng như là quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Song Ca Giấu Mặt trên kênh truyền hình Vĩnh Long ạ. Em tên là Nguyễn Thạch Thảo, hiện nay em là ca sĩ tự do và là một giáo viên âm nhạc. Wow, xin chào Thạch Thảo. Nãy giờ chị Quỳnh cứ bồi hồi hoài mà rất là vui khi cái bài hát của mình được tròn. Và bé đây á là hợp tác với chị Quỳnh phải gọi là quá suôn sẻ luôn. Từ nhảy cho đến hát. Cái đó là đúng là cái thăng hoa của ca sĩ đó. Chứ thật sự nên nếu mà có một cái sự cơ cấu sắp đặt trước thì cái mặt rất là đơ. Bây giờ thì Khanh muốn nghe ý kiến của ba người nghệ sĩ khách mời còn lại ạ. Cho anh hỏi một câu thôi. Là Thảo, bè Thảo có phải đến từ miền Trung không? Em ở Hội An, Quảng Nam. Quảng Nam, đúng rồi. Anh nghe anh phát hiện là trong cái tiếng nói của em, mặc dù một bài hát rất là sôi động, nhưng anh đã phát hiện ra cái vị mặn mặn của miền Trung. Rất là đáng yêu. Cảm ơn Thảo. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Chị cho em một cái cảm giác là em được gặp chị cách đây 20 năm hơn. Wow. Thì tự nhiên bao nhiêu cái ký ức nó ùa về. Em chỉ mong là xíu nữa em hỗ trợ một người chơi mà được
tròn vẹn như như chị hồi nãy là tiết mục hồi nãy là em cứ nghĩ là đã tập phải tập rất là nhiều để hát ăn ý mọi thứ luôn, từ cái cách hát rồi cái cách mà khi mà hai người hát cùng rất là đều với nhau. Ngoài cái sự hỗ trợ rất tốt từ chị Ngân Quỳnh thì em đúng là một và giáo viên về âm nhạc. Em đã rất nhanh nhạy. Chúc mừng em với lại chị Quỳnh đã có một tiết mục quá đã. Cảm ơn Quốc Đại rất nhiều. Quốc Đại ạ. Thế còn Sĩ Luân thì sao ạ? Anh có cảm thấy tiếc khi mà Thạch Thảo lại thuộc về sự lựa chọn của nghệ sĩ Ngân Quỳnh không? Đúng rồi, rất là tiếc ạ. Tại vì khi mà Thảo vừa cất giọng lên thì anh rất là thích. Bởi vì giọng em đầy, tròn. Và cái điều hay đó là khi mà em phối hợp với chị Quỳnh thì em nương chị được. Chúng tôi đang nghĩ là chúng tôi sẽ là người nương cho các bạn. Thì các bạn nương ngược lại chúng tôi. Thì cái điều hay đó là ở bạn là một giáo viên, bạn sẽ biết cách để làm sao cho tiết mục hay nhất. Chỗ nào sẽ là chỗ chúng ta nhường cho đối phương ca, chỗ nào sẽ là chỗ mình ca. Và anh rất thích ngày hôm nay, trang phục em rất là đẹp, rất là tự tin. Ngày hôm nay thì Sĩ luôn nghĩ là 8 giọng hát này sẽ rất ấn tượng và sân chơi này sẽ rất là gây cấn. Dạ, cảm ơn chia sẻ của anh Sĩ Luân cũng như là các khách mời còn lại. Anh ghé về thăm Huế một chiều mưa bay bay, rồi anh đi biển biệt để Huế nhớ Huế sâu, để Huế héo Huế gầy. Dòng sông Hương vẫn trong, nước sông Hương còn nồng, mà sao người nỡ đành bỏ dòng sông thương nhớ bơ vơ. Sông
xin anh chớ quên Huế buồn muôn thuở và em nhé anh. Anh ơi một phút bên nhau cũng là muôn thuở, xin anh nhớ đừng quên Huế. Mưa ướt mềm trên Huế hoàng thành, mưa lung linh gợi em bao kỷ niệm thuở Huế đón khách về rộn tiếng hứa tiếng thề. Giờ riêng em vẫn đây ngóng ai mịt mờ, người bay chữ phương nào còn nhớ Huế hay quê. Anh ơi dù có lênh đênh trăm núi ngàn sông, xin anh chớ quên Huế buồn muôn thuở và em nhé anh. Anh ơi một phút bên nhau cũng là muôn thuở, xin anh nhớ đừng quên Huế và em. Anh ơi một phút bên nhau cũng là muôn thuở, xin anh nhớ đừng quên Huế và em. Bây giờ sẽ là 10 giây để cho tất cả quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiết mục này. Thời gian dành cho quý vị bắt đầu. Mười giây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúng ta sẽ làm quen với người chơi vị trí số 4. Xin chào bạn. Dạ xin chào anh MC. Dạ lời nói đầu tiên cho con xin gửi lời chào tới quý ca sĩ khách mời cũng như là khán giả đang xem chương trình Song Ca Giấu Mặt. Con xin giới thiệu, con tên là Hồ Quang Tùng, năm nay con 22 tuổi và con đến từ Đắk Lắk. Dạ. Xin chào Hồ Quang Tùng, một chàng trai còn rất là trẻ. Các nghệ sĩ khách mời còn lại chúng ta cảm thấy như thế nào? Tiết mục hát rất là hòa quyện với nhau và chúc mừng Tùng đã có một tiết mục rất hay. Và Tùng ơi, khi mà đặc biệt là khi diễn, khi mà hát song ca với anh Long Nhật thì cực kỳ là phải nhanh nhạy sân khấu, bởi vì ảnh bung chiêu liên tục. Và hồi nãy là có đoạn ảnh đọc ảnh tự sự, và đôi khi nó cái nhạc thì con phải vững, và con đã làm rất là tốt. Cảm ơn Quốc Đại. Chúng tôi rất muốn nghe nhận xét của anh Sĩ Luân. Anh có cho đây là một tiếng hát mà là một đối thủ đáng gờm với người chơi vừa song ca với anh không? Anh xin luôn nghĩ là chắc chắn. Bởi vì ngày hôm nay thì mỗi bạn có một màu khác nhau. Và cái hay hơn hết là giữa các bạn mà chúng tôi là những người không gặp nhau, cũng chưa tập dượt bao giờ cả. Nhưng mà cái sự hòa hợp giữa chúng ta rất là tốt. Đây là một cái yếu tố hết sức đặc biệt. Và xin luôn nghĩ là chương trình đã tạo ra một cái sân chơi mà mới đầu chúng tôi nghĩ là sự thách đố, nhưng đây là một cái sự hòa quyện rất là tốt. Chúc mừng bạn có một bài hát rất hay. Cảm ơn Sĩ Luân rất nhiều.